Ok, hello. Chào mừng anh em đã tiếp tục quay trở lại với kênh thợ xây của mình nhá. Hôm nay tiếp tục chia sẻ anh em kỹ năng cách làm sao để chát được cái dầm. Dầm bó bờ lan can ở hiên mặt tiền nhà ống vuông. Anh em nào mới qua kênh mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Đây là đang xây hai đường bờ lan can đấy anh em. Để chuẩn bị xuống để chát cái dầm này nhá. Để chia sẻ cho anh em kỹ năng nhá. Anh em mới qua kênh mình nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nhá. Để mình xin một like nhá. Chúc anh em xem video vui vẻ nhá. Ê. Ui, anh đi bắt này. Ăn có chi dạng được. Lâu lâu nhớ lâu này. Không ai biết cái này qua thế được. Đó làm như thế nào? Không lấy bằng. Nó bảo đang căng không? Nó bảo đang căng không? Ăn sao vậy? Yeah.
thường như vui vào có bên kia nào có bên kia nào lại nãy thằng nó bắt hết đấy rồi không làm Yeah.